Thật phải bằng công để bột để thoa nàng để xong xong chuẩn bị xua đó bằng ôn chân ruộng thì sáng nên cứ chia cả sai âm pi rọt thòm nến hay chia cả chun ấm nắng từ bằng ôn chân ruộng thì sáng dân cặp sai này cứ chỉ cặp sai chun ấm nắng âm pi rọt thòm nến là Cái cặp sai chung là mình chung nó là chung ăn sai chà thôi. dạ, chỉ cả sai chu nằm năng tháp phục cho mình bán sai toàn tiết là cái nón này ní âm pi rồi thò mình đôi tay sắp đón cứ bữa yên cứ cả sai riêng rồi máu đập pi cần lá rồi hồn đập máu mùi cần lá để cứ cả bỏ sai âm pi lâm xá này rồi thật thò mình đôi chà chúng biết xua bong xà ruốn chúng biết xua bong bốn chân đôi tay sáng bên chị đây tha bóng bồn trên nôn thì xa ngã đây trong miền vệ bản đồ bản đa cách rộng riêng xăm tiếp tiếp thì trong Paris mà phải bây tổ làm một bọn bồn cả ưu dụng mối cứ ai trong nhẹ trong nôn mọc bàn nằm ấy điệp chóm cục hạt grong nâng tổ đọt khung tổ đọt sọc đây cứ trong nhẹ trong nôn tạm lấy chủ sắp để miền cả ba xôn bẹt sập rắm xôn bẹt sập rắm mũi xôn cao sập rắm bây xôn cao sập rầm pi lệ rầm bay mà phải bay đọc cao sập mùi dạ Cái bóng ôn của dù mình bán sai thì bóng sẽ luôn của em còn là chu nằm đằng của nó tạm lấy thì bán cho đó camera màu trắng đã đầy mình ai bán dù thì ai bán 4 gram thì và bảo hộ lại chút sai nữa thì này của dương ở đại đặng khối chỗ đầy mình chấm riêng cả thì chắc là bây giờ trong chạy đầm lên kia còn nước lấy thì là bởi mọi cả sai chu nằm đằng đấy cứ việc khác và giói bom ôn trên luôn phía xa nó không bắt đầu thả thông lên đây phía dưới nó chạy khám một chiếc bom ôn trong trăm bẹp này thì mũi cứ rọt thông lên đại dương của bộ miến và tụ bây giờ miến cao cái bè đập đòn hơi cả đó cho và phần đáy nó biên thiết tầm khăn chỉ cho tinh tiết đang hoàn toàn rơi bàn bụng liền trong số bom ôn trên luôn phía xa đặt nơ và tệ mà ở đây hỏi hỏi bom ôn phần ấy nó cứ chết vì cha nó ná thằng bà cao na toàn mai của bộ miến nhưng mình chạy thay tí cứ trọng mình đừng các bạn cái lùi vô rồi hô đỏ cái cây rọt thòm một đinh trên vì rọt thòm đinh đó lõ cây vì sao tận nạ cam rồi hô đỏ cả thòm đinh mình thèm thôi không ai được cứ dương đi bất chi mình đăng thà ca thua ở miền thòm đinh mình thèm em đi cứ thua ở chiết không ai bị đi gì thòm đinh mình thèm đại ban bằng ca lăng cứ ca đại bóc sao chiết cảnh chọc đại vừa ở từ đây không ai được bắt bong vừa ở phơi phục rồi lùi để cho nó phía ở phơi đại ca cùng đi với ca đang đợi say vừa quạt đi cứ chưa ở các đại chúng các bác chia tiền lai cái chia riêng bằng plan gì bằng plan đâu chúng bác cầm phu bác chia chẳng hai ban chia ca để bê đặc non một đây mua chúng luôn đại đặc non tạm bài đại ca cùng đấy cứ cái ai thưa ở vây ta mà vui chất cái ban không ai mình vô cái phương riêng bà đi tập ra hỏi không ai mình đoạt thòm lên hay mình cá phía tiết đi hai cứ chia ở các đại phụ kê thờ là bằng plan không ai chẳng bằng ôn ca này bóng ôn điên rồi thả thông rồi ní cư chui chiệt ban đời dạng hỏi nó bóng ôn ai chả bằng cao ban phò là bày dạng phò thì mùi cư chân luôn về ta của anh lên vùng về score chiệt miền tập phùm score ẩm nai của anh đăng thả ẩm nai bẹp na cua phá ẩm nai bẹp na mình cua phá đăng thả châu luôn ca phi chiệt ở Việt Nam ca châu luôn cam hiệp na đây mình cua châu luôn ní hỏi cư chiệt ở cả vì ca để bóng ôn chơi rồi thông rồi ní cư mình trâm tại trâm ca phi của anh thì còn đây châu luôn ca phi chiệt đại thưa ơi bom ôn ai to su mà tệ ai thưa ca ở chỉ chết bên nhau chỉ mỗi một đây phun khum một đây khẹt đòi phiếp mặt răng đòi phải chặt thua đòi cút ở thua cứ đòi sẵn tệ vị trí đây thì tệ vị trí chắc ca này bom ôn chơi sập này cứ bom ôn đừng tiêm tia một bên nơi một đây mê động loạn đại sai kiện một đây đừng mê động loạn đại sai lãnh kiện hãy nhắc có ban châu luôn cùng rừng đi để loạn rằng phải xa bảy ការដែលបងប្អូនយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប្រើនេះគឺជាចំណែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនជំនួមភាសាខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជាចំណែកមួយរបស់ជាតិក្នុងការបង្កើតនៅអនាគតនៃប្រទេសដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានដែលពូជសាសន៍ខ្មែរដែលអាចរស់នៅបានគឺការដែលបងប្អូនយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប្រើនេះហើយដែលគឺជាការបញ្ចប់នៅរបបដឹកការកុម្មុយនីសាធារណភូមិបញ្ចប់និងធានាមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបអាយ៉ងបរទេសអាយ៉ងដែលបំផ្លាញពូជខ្មែរបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូជូនដំណឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់បានយកសម្ភារៈមួយចំនួនមកអញ្ចឹងមិនអាចកាន់បែបនេះកាន់ផ្លាស់ដៃចុះផ្លាស់ដៃឡើងទេសុខចិត្តពួកយើងសម្រាក
thì ạ bọt mình phụ trong nơi tại đôi tập tay tờ đại thế và tụi bây giờ phụ trong mình bàn vừa chọc trông chọc đàn tí bọn kia đi ná và phần này đi cứ chơi chậm này rồi phía anh nó miên cầm lăng đây và màn mình rồi phần to thì chắc bọn còn là trong chạy đồng lên được cả lấy nắng rồi phía anh chui chạy đồng lên nơi chậm này một tiết để đi chơi video chụp đồng nắng phần này có đòi khát và giỏi video đi không mà đã chụp đồng nắng cả có mà đòi khát và giỏi video này nó bọn luôn một thịnh bọn thị đà à bây giờ nhóm số số bài số phi chui trai chặt đầu bom bom ốm nút hạ tá nhưng ai chùm nè nơi bài nhà hà nì nì đời phải ở chấp pháp đầm bay cà phê chiết hay nương dương chùm nè nơi bài nhà nì nì không sống cùng mà nương dương trong phạt đô sống cùng muối đời phải nơi hăng xa chẳng lại bên nương dương khi một tay bắt chiết một tay phụ lui lui chiết bằng phanh chiết bài sai cái bài sai bà phụ ta phụ dương cua để phá phát nơi cai bị cha chặt bài nào phân chuyển mà bây giờ dân trong chập mình trai nâng mê đọc nó mới vô bài để mình đọc nạ chia và chia bị thôn bây xa như có miền trả lạc lạc nạ mình nè nó rương đẹp bây giờ thử phứ xong khăn cứ cà bà bà nơi dân là cà chụp bạp vì bố chụp bạp cứ phứ ai phụ kê phay khlạc mình này tha bà phết mê đọc nó mới có mình trai để mình trả lạc chia bây xa cứ khlạc chụp bạp mê đọc nó mình nè phụ kê nâng mình chụp nơ ចរិតលក្ខណៈពួកគេមិនអាចមានអ្នកហើយបំផ្លាញជាតិបានគឺដោយសារតែច្បាប់អញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋដែលរៀនឲ្យច្បាប់ដែលអាចថែរក្សាការពារខ្មែរឲ្យមានឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពទីពីរយើងរៀនច្បាប់គឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលដែលជាច្បាប់មេក្នុងការបង្កើតបានច្បាប់តូចៗនីតូចៗផ្សេងៗអញ្ចឹងទីមួយគឺចង់តបជាមួយនឹង ជនប្រដាកាគឺយើងប្រើច្បាប់ចាស់គឺជនប្រដាកាមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំអាក្រក់គឺយើងប្រើច្បាស់ច្បាប់ទី2គឺយើងចង់ទប់ទល់គឺយើងប្រើប្រាស់នៅអក្សរនិងភាសាព្រោះពួកគេគឺមានបំណងធ្វើឲ្យយើងយកអក្សរនិងភាសាខ្មែរជាប្រមាថគ្នាកំទេចគ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចចាប់កំហុសយើងរកភស្តុតាងដើម្បីយកយើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរនិងភាសាឲ្យបាន miền sở là thua đòi pra pra bà nhà nâng bì xe cư ạ to phía xa nước nông chú bạp. Tí bây cư dân thật phơ chì bố rốt ai chế bà mô phó tăng xạ xây nì nì chế chong krong nơi ai cứ xa nì nì bố dân chong công chặt rư có bẩm bát bố kê đại chia bà phết bài sát rư có bố kê mân ạn vật tám chú bạp chẳng dân thật tè miền phó tăng dân thật tè chế bọn đạc nì chong krong nơi ai cứ xa phó tăng xạ xây នានាតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយបងប្អូនរកបានណានាដែលជាអ្នកមិត្តចិត្តស្និទ្ធដែលអាចជួយថែរក្សានៅភស្តុតាងឯកសារទាំងអស់នឹងទៀតចែករំលែកទៅពីរឬក៏បីអ្នកទៀតយើងអស់ឯកសារមួយប៉ុន្តែយើងនៅមានពីរឬក៏បីទៀតខ្ញុំក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណែកដែលល្អនៅក្នុងការធ្វើគឺការដែលអនុវត្តនៅការប្រើប្រាស់សិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យពីព្រោះចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងជនអាក្រក់ มันแม่นยังยกอสัลทอตัวตุบตุลจมูกเกกาเตปรัวปุเกสหาวนกนงกาเจปุยปรัวเกสหาวสับกรบแบบยังนกนงกาประมาทอสัลทอให้ปุเกโรควิธีถ้าปุเกมันบานข้อเตปราพิสังเงี้ยท้าปุเกเจแต่ปุเกนั่งมันจบกุกจบจระวะเตแต่ใบยังเจประมาทแต่ใบยังคังแต่ใบยังอสัลทอคือเกยกในไว้ที่ยังอสัลทอนั่งเองแต่จับยังดักกุกดักจระวะจังกา ប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យនេះគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគេជាប្រភេទបិសាចគឺអស់នៅឥទ្ធិពលពួកគេមិនដឹងថាគួរទប់ទល់អ្វីទៀតសាកពេលយើងជេតពួកគេចាប់យើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ភ្លាមចុះបើគេធ្វើយើងខឹងប៉ុន្តែយើងចេះគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគេចង់ឲ្យយើងអសិលធម៌តែយើងដាច់ខាតយើងមិនប្រើអក្សរភាសារបស់យើងឲ្យអសិលធម៌ពួកគេរកកន្លែងចាប់កំហុសយើងមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំ ណុចចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលចង់បញ្ចប់នៅជនផ្ដាច់ការឬក៏មានរឿងនាំមន្ត្រីដែលមានចរិតលក្ខណៈមានអ្នកបិសាចឬក៏ប្រជាពិធដ្ឋណាបងប្អូនជួយរំលឹកនេះមានការចែករំលែកប្រមាណ10នាទីប៉ុណ្ណឹងជាវីដេអូជូនដំណឹងថាពួកខ្ញុំមិនបានផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារប្រដងរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះទេណាក្រាបស្វាយបង្គំលា សូមជម្រាបលាបងប្អូនជន់រួមភាសាហើយបងប្អូនជួយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតផងជួយផ្ញើសារថាពួកខ្ញុំមិនបានផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេទាំងជួបគ្នាពេលល្ងាចនៅក្នុងការផ្សាយម៉ោង
5 កន្លះជម្រាបលា